Thư ký đâu? Thư ký! Trời ơi, không trực luôn. Dạ, chú chào bà con. Cô kêu cô rác cô họng muốn bể tiếng luôn mà cô không nghe. Mà tự nhiên cái tiếng đó là cô nghe là sao? Dạ, dạ con xin lỗi. Ra ngoài cứ thằng Ngọc vô đây. Dạ, dạ, dạ. Dạ, ba gọi con. Bắp cải cà chua tại sao lên giá hoài? Tháng trước lên giá rồi, tháng này cũng lên. Nó làm gì mới lên hoài vậy? Dạ, sao con biết? Sao con biết? Bắt điện thoại gọi nó hỏi liền. Nếu không được á thì đổi đối tác khác. Dạ chú chào bà con. Tôi thấy làm như cô nhạy cảm với cái tiếng đó lắm á. Dạ con nghe. Đọc đi. Đang ghi đây. Dạ chú hỏi con. Coi thôi nào. Ra ngoài. Lượm lên. Tự nhiên sao đánh tôi? Tại chú thả bom trước mặt con mà. Thả bom thì thả bom, mắc mới gì đánh tôi? Đây là công ty chứ không phải hố ráng đâu. Mà ngày nào chú cũng thả bom á. Làm như có một mình chú mới thả bom vậy. Cô này, cô dám. Từ nay con không làm công ty này nữa. Con mà làm đây chắc còn bị ung thư phổi quá. Dạ chú gọi con. Gọi hồi nào. Kể từ giờ tao đi, đừng bao giờ dát cái mặt tới công ty này nữa, nghe chưa? Được thôi. Trong con thời gian